Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn thân mến, cứ để thứ này trong phòng ngủ thì bảo sao gia chủ nghèo mạt vận làm mãi không giàu lên được. Và gia đình thì ốm đau triền miên. Năm vật dưới đây đại kỵ khi để ở trong phòng ngủ, nó sẽ khiến cho sức khỏe của gia chủ bất an và làm ăn thì khó gặp thời vận. Và để đón nhận những video clip hấp dẫn khác, bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh. Còn bây giờ, hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu năm vật đại kỵ trong phòng ngủ. Di vật, cổ vật. Những đồ như di vật, cổ vật đều là đồ có giá trị mang lại nhiều lợi nhuận kinh tế, nên nhiều người thường giấu nơi kín đáo như phòng ngủ để tránh sự soi mói của người ngoài. Tuy nhiên, phòng ngủ là nơi riêng tư, nếu đặt vật này sẽ khiến cho gia chủ bất an, mất tinh thần làm việc và giấc ngủ khó mà sâu, ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Để đồ điện tử. Trong phòng ngủ, nếu bày đồ điện tử quá nhiều thì sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Ngoài ra thì phòng ngủ bày biện nhiều đồ điện tử còn gây hao tài, tán lộc, khiến cho không khí trong gia đình trở nên lục đục, khó lòng mà hòa hợp. Để hóa giải chuyện này thì bạn nên làm một mảnh vải phủ lên tivi trong phòng ngủ mỗi khi xem xong để hạn chế vận xui và những điều không hay xảy tới gia đình bạn. Bày dao kiếm. Trong phòng ngủ tuyệt đối kiêng kỵ bày dao kiếm bởi đây là những vật gây sát thương. Bên cạnh đó thì đao kiếm luôn mang theo những áp lực nặng nề cho gia chủ, làm cho giấc ngủ bất an, đau đầu và khiến cho gia chủ khó gặp may mắn trong cuộc sống. Để hạn chế việc này thì bạn hãy di chuyển đao kiếm ra chỗ khác, đừng để trong phòng ngủ, kẻo phạm phải phong thủy. Di ảnh người quá cố. Di ảnh của người thân luôn là vật mang lại nhiều thiêng liêng với mỗi chúng ta, nhưng tuyệt đối không nên đặt di ảnh của người đã khuất trong phòng ngủ vì rất dễ khiến cho người ngủ mộng mị, bị bóng đè, ngủ không ngon và gặp vấn đề không tốt cho sức khỏe. Bạn nên treo ảnh của người quá cố ở phòng khách, ban thờ hoặc một nơi yên tĩnh, sạch sẽ để tiện thờ phụng và thể hiện sự thành kính của mình. Gương soi trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, nhiều người thường treo gương soi bởi nó tiện cho những người phụ nữ trang điểm hay là ngắm trang phục của mình. Tuy nhiên, việc đặt gương soi là một vật dụng khá phổ biến cho mỗi gia đình sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống vợ chồng. Khi soi gương chiếu vào giường ngủ sẽ tạo ra cơ hội cho người thứ ba xuất hiện trong hạnh phúc của đôi lứa. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Làm tốt những điều nhỏ nhặt này, không no bệnh tật và cả đời sẽ sống thọ. Theo mọi người thì các biện pháp kéo dài tuổi thọ là gì? Ăn các thực phẩm thanh đạm, tập thể dục vào mỗi buổi sáng hay là uống thuốc bổ? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu bí quyết này ngay sau đây. Cười lớn. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện ra rằng cười có thể thúc đẩy lưu thông máu trong cơ thể, tăng tốc độ trao đổi chất, còn cơ thể sẽ giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường. Giữ một tâm trạng tốt, mỉm cười mỗi ngày sẽ nuôi dưỡng phổi và bảo vệ cơ thể của bạn, đồng thời giúp khuôn mặt luôn trẻ trung. Chăm sóc răng. Răng có liên quan mật thiết tới sức khỏe của con người. Số lượng răng đầy đủ và chất lượng tốt cũng có lợi cho chức năng nhai, cơ thể ăn được nhiều các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, góp phần hình thành một thói quen ăn uống khoa học giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. Ăn các loại hạt. Các loại hạt có chứa axit béo không bão hòa, chất xơ, magie và vitamin E. Các học giả của Úc đã phát hiện ra rằng ăn một số ít các loại hạt mỗi ngày có thể giúp cơ thể phá vỡ cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh tim mạch, giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ăn tỏi. Theo các nghiên cứu cho thấy, các hoạt chất trong tỏi có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và tắc mạch vành, giảm cholesterol, giảm sự hình thành cục máu đông và điều chỉnh lượng đường trong máu. Nhảy múa. Các nhà khoa học tại trường đại học St. Flinders của Anh đã phát hiện ra rằng khiêu vũ có thể tăng tốc độ lưu thông máu và tăng cung cấp máu cho não.
những người thường xuyên nhảy múa, làm tăng mật độ xương và hàm lượng canxi trong xương cao. Ít xem TV. Một nhà nghiên cứu của trường đại học Nevada của Hoa Kỳ đã theo dõi 13.284 sinh viên tốt nghiệp trong gần 9 năm. Các khảo sát cho thấy rằng người xem TV ít nhất 3 giờ mỗi ngày so với những người xem TV 1 giờ hoặc ít hơn có nguy cơ tử vong sớm gấp đôi. Ăn táo. Thường xuyên ăn táo có thể làm giảm nguy cơ ung thư một cách hiệu quả. Muối kali có trong táo trung hòa với các axit dư thừa trong cơ thể, làm giảm hiệu quả tình trạng mất canxi và ngăn ngừa loãng xương. Còn vitamin và các axit malic có thể phá vỡ chất béo, đồng thời phòng ngừa béo phì. Uống trà. Sau khi phân tích và xác định thì trà có chứa hơn 450 loại thành phần hóa học có lợi cho sức khỏe của con người như vitamin, lipid và caroten. Polyphenol trong trà có thể ngăn chặn sự tổng hợp của các chất gây ung thư trong cơ thể. Nó có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Giữ bình tĩnh. Cảm xúc là một nguyên liệu của cuộc sống, là những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, cáu kỉnh có thể có tác động tiêu cực tới sức khỏe. Các nhà nghiên cứu của trường đại học Harvard đã phát hiện ra rằng 2 tiếng sau khi cơn tức giận bùng phát, con người có nguy cơ bị đau tim tăng gấp 5 lần, nguy cơ đột quỵ cũng tăng đến 3 lần. Ăn ít đường. Ăn đường và các thực phẩm ngọt trong thời gian dài có thể dẫn tới bài tiết insulin quá mức, gây rối loạn chuyển hóa carbohydrate và chất béo, dẫn tới tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não và các bệnh mãn tính như tiểu đường, đục thủy tinh thể, còi xương tương đối cao. Sức ngủ chất lượng cao. Sức ngủ chất lượng cao là một điều bắt buộc để sống trường thọ. Trong khi ngủ, chức năng tiêu hóa, chức năng tim phổi và chức năng hô hấp đã được phục hồi. Nó giúp điều chỉnh hầu hết các chức năng sinh lý, cải thiện khả năng miễn dịch và trì hoãn lão hóa. Các nghiên cứu từ trường đại học Chicago cho thấy sức ngủ chất lượng cao có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Ăn súp lơ. Các nhà khoa học của Mỹ đã chỉ ra rằng việc ăn súp lơ có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Flavonol trong súp lơ có thể ngăn ngừa tiểu cầu vón cục, tăng cường áp lực thành mạch máu, cải thiện khả năng miễn dịch và giảm tỷ lệ mắc bệnh tim cũng như bệnh Charcot. Ôm. Trong cuộc sống hàng ngày, một cái ôm có thể thể hiện cảm xúc và giúp giải phóng nhiều hormone thân mật. Oxytocin. Các nghiên cứu của Anh đã chỉ ra rằng oxytocin có thể làm tăng cơ hội sống lâu. Những người mà ôm người yêu thương 2 lần một ngày sẽ tăng tuổi thọ trung bình lên tới 75. Ăn rau lá xanh. Theo khuyến cáo của chế độ ăn uống cân bằng của người dân Trung Quốc thì mỗi ngày nên đảm bảo ăn ít nhất 200g rau lá xanh. Tăng lượng rau lá xanh trong chế độ ăn có thể trì hoãn tốc độ tăng đường sau bữa ăn, ngăn ngừa loãng xương và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Giảm lượng calo. Một nghiên cứu của trường đại học Skarbrun của Thụy Điển cho thấy việc giảm lượng calo không chỉ giúp trì hoãn lão hóa mà còn giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường cũng như ung thư. Chúc các bạn và gia đình áp dụng những bí quyết này thành công và luôn sống khỏe mạnh. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và nhận xét kênh Ẩn Số Thế Giới. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí hiển thị trên màn hình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.